xem tử vi năm 2024 cho nữ mạng canh Tuất sinh năm 1970. Tử vi năm 2024 dự báo quý ba sẽ trải qua những thách thức, cơ hội mới trong cuộc sống. Những vấn đề liên quan tới tài lộc, gia đình, sức khỏe, công việc sẽ nên xem xét kỹ lưỡng trong việc dự đoán vận số trong năm nay. Canh Tuất tự quan chi cậu, tức chó nhà chùa. Tuổi vào năm 2024 là 55 tuổi, sinh từ ngày 6 tháng 2 năm 1970 đến ngày 26 tháng 1 năm 1971. Ngũ hành bản mệnh Thoa Xuyến Kim. Tướng xương, tướng tinh, xương con chó, tướng tinh con cáo. Tổng quan tử vi tuổi Canh Tuất nữ mạng vào năm Giáp Thìn 2024. Luận về ngũ hành. Ngũ hành kim gặp năm ngũ hành hỏa, mối quan hệ khắc nhập xấu. Sức khỏe của quý ba không được tốt, khó tránh bị bệnh tật hay đau ốm. Tài chính của bản thân cũng cần lưu ý, đặc biệt trước những đầu tư kinh doanh, làm ăn nên có sự suy tính kỹ lưỡng. Tốt hơn nên chọn thời điểm để đầu tư. Bên cạnh đó, tình cảm gia đạo cũng không được thuận hòa. Chú ý tháng 8 âm lịch, quý ba có chuyện muộn phiền về tình cảm và tiền bạc. Luận về thiên can. Thiên can canh hành kim gặp năm thiên can giáp hành mộc, mối quan hệ tương phá. Dự báo gia đạo của quý ba dễ có những bất hòa nảy sinh, ảnh hưởng tới mối quan hệ của các thành viên. Sức khỏe không được tốt, hao tản nhiều tiền của. Chính vì thế mà quý ba nên lưu tâm về những khoản chi tiêu trong năm 2024. Luận về địa chi. Địa chi Tuất gặp năm địa chi Thìn, mối quan hệ tương xung cũng là tuệ phá bản mệnh. Tiền bạc trong năm có sự tiêu pha nhiều, công việc kinh doanh buôn bán dễ phải đối diện với khó khăn, bất lợi và thay đổi trong công việc. Sức khỏe của quý ba cũng cần chú ý, có thể dễ đau ốm và lâu khỏi bệnh. Chuyện muộn phiền đưa tới trong gia đạo hoặc trong mối quan hệ bạn bè. Luận về cung phi. Cung phi trận hành mộc gặp năm cung phi trận hành mộc, mối quan hệ phục vị. Trong năm nay, kinh doanh buôn bán cơ bản không có những biến động. Quý ba không nên tiến hành những thay đổi trong công việc vì có thể sẽ đưa tới những kết quả không tốt đẹp. Tổng kết. Năm 2024 này vẫn chưa đạt được những thành công như ý muốn. Mọi việc vẫn đang gặp những bất lợi trong việc kinh doanh, làm ăn của quý ba cũng chưa có khởi sắc. Gia đạo gặp muộn phiền những bất đồng. Tuy nhiên, về tài chính khá ổn định và đủ để chi tiêu trong cuộc sống. Xem vận hạn tử vi năm 2024 của nữ mạng Canh Tuất, luận về sao chiếu mệnh. Sao kế đô. Kế đô sao ấy dài đông, chia tay đôi ngã không mong tao phùng. Tháng 3 tháng 9 bạo bung, nhức tai đau óc khổng cùng sát thân. Năm 2024 gặp sao kế đô chiếu mệnh. Trong năm, công việc vất vả, sức khỏe không tốt, khó tránh điều tiễn thị phi, gia đạo gặp chuyện không hay. Quý ba nên chú ý vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch là các tháng xấu nhất trong năm. Luận về sao hạn, hạn thiên tinh. Thiên tinh là hạn trung bình, mang lời triệu tiễn thần linh chẳng hay. Thiên tinh là sao chẳng hay, ra ngoài mắt phải, dạ tai ngục hình. Năm 2024, sức khỏe của quý ba không được tốt, khi ra ngoài khó tránh gặp phải tai vạ. Bên cạnh đó cần đề phòng vấn đề liên quan tới chứng ngộ độc. Hạn tuổi năm 2024, nữ mạng Canh Tuất phạm phải hạn kim lâu vào năm 2024. Vận niên năm 2024, cậu cuồng phong xấu. Vận niên này là hình tượng chó bị gió độc. Công việc của quý ba trong năm cần sự kiên nhẫn. Hiện tại có thể chưa được may mắn, nhưng trong thời gian tới có cơ hội chuyển bại thành thắng.
Hạn chế những thay đổi liên quan tới công việc, giữ nguyên như cũ sẽ tốt hơn. Đây là năm không nên đầu tư cho những công việc không chắc chắn. Mối quan hệ tình bạn cẩn thận nên giữ mình, dễ nảy sinh các chuyện đố kỵ hay tranh chấp. Luận về tử trụ có thiên hòa, địa hòa. Trong năm không có nhiều thay đổi, đặc biệt là về công việc làm ăn. Tuy nhiên, quý ba gặp khó khăn trong công việc sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Luận giải lá số tử vi của nữ mạng Canh Tuất vào năm 2024 như sau. Tài cung tiểu vận có các sao: Thái Tuế, Thai, Hoa Cải, Thiên La. Bộ sao này chủ về công việc có sự tính toán nhiều, dễ thay đổi công việc. Ngoài ra công việc làm ăn có tin vui, tình cảm hay thêm người đưa tới. Tài cung xung chiếu có các sao: Tuổi Phá, Địa Vọng, Quốc Ẩn, Thiên Hư, Trễ Vượng. Bộ sao này chủ về có sự bất lợi trong công việc, bị người khác phá hoại, đau ốm, sức khỏe không được tốt. Tài cung tam hợp có các sao: Bạch Hổ, Bệnh, Quan Phủ, Long Trì, Phi Liêm, Quan Đới. Bộ sao này công việc có sự tranh chấp, đấu đá, gặp nhiều vất vả. Bên cạnh đó chú ý thị phi cũng như tình cảm không tốt, lưu ý các phương diện như tiền bạc không được may mắn. Tài cung nhị hợp có các sao: Đào Hoa, Thiền Phúc, Nguyệt Đức, Tử Phụ, Tấu Thư, Suy, Lưu Hà, Triệt. Bộ sao này trong nhà có tin vui về chuyện tình cảm, được người khác giúp đỡ. Tuy nhiên chú ý làm ăn liên kết vướng chuyện thị phi và bạn bè tình cảm chủ về gặp bất lợi. Kết luận: qua luận giải lá số tử vi của nữ mạng sinh năm 1970 thấy rằng công việc trong năm 2024 gặp nhiều khó khăn, cẩn thận bất lợi đưa tới. Chú ý công việc có người phá hoại, dễ đưa tới những sự thay đổi. Tình cảm vợ chồng không được tốt, thiếu đi hòa khí. Gia đạo dễ xảy ra những chuyện mâu thuẫn, xuất hành đi xa cũng gặp bất lợi về phương diện sức khỏe. Xem tử vi năm 2024 của nữ mạng Canh Tuất luận về các phương diện trong cuộc sống. Luận về phương diện tài chính. Tài lộc trong năm của quý ba có sự đầu tư nhiều vào trong làm ăn cũng như chi tiêu cho cuộc sống gia đình. Ngoài ra có thể có sự thay đổi về nơi ăn chỗ ở. Luận về phương diện sức khỏe. Phương diện sức khỏe dự báo là phương diện mà quý ba cần chú ý vì dễ mắc phải bệnh có liên quan tới máu huyết. Cùng với đó cũng cần lưu tâm đến xương khớp trong năm có thể không được tốt. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Công việc làm ăn trong năm dễ có những thay đổi. Quý ba cẩn thận bị người khác phá hoại trong công việc làm ăn. Nếu gặp khó khăn trong công việc vào năm nay, được quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Tình cảm gia đạo trong năm chưa được tốt, có thể thiếu đi hòa khí trong nhà. Bên cạnh đó, cẩn thận có chuyện tang sự đưa tới. Luận về phương diện xuất hành ngoại giao. Trong năm, phương diện này gặp nhiều bất lợi, có thể vướng phải chuyện muộn phiền khi ra ngoài. Những chuyện cãi vã hoặc lòi thôi nên xuất hành đi xa cẩn thận. Năm 2024, nữ mạng Canh Tuất hợp tác làm ăn với tuổi nào để được hành thông và thuận lợi? Quý ba nên hợp tác làm ăn với tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 hoặc tuổi Bính Dần sinh năm 1986 để công việc được hành thông và thuận lợi hơn. Màu hợp tuổi vào năm 2024 của nữ mạng Canh Tuất là màu nâu và màu vàng. Quý ba kỵ màu đen và màu xanh. Hướng tốt xuất hành vào ngày mùng 1 Tết. Ngày mùng 1 Tết, quý ba nên xuất hành theo hướng Đông Nam từ lúc 15 giờ đến 19 giờ tính theo giờ địa phương để nghênh tiếp tài thần. Kết luận: năm 2024 là một năm khá vất vả trên tất cả các phương diện của cuộc sống. Tuy vậy, nên quý ba sẵn sàng, cẩn trọng, thích nghi và
và không bỏ cuộc trước những thách thức trong cuộc sống. Xin chúc quý bà tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 đón năm 2024 đầy may mắn, hạnh phúc và thành công.